Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bề những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay ở trong bài đọc 1, chúng ta nghe trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ có nói đến hòm bia Thiên Chúa xuất hiện ở trên trời. Ở trong kinh cầu Đức Bà, các anh chị em còn nhớ, chúng ta có câu Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. Tại sao kinh cầu Đức Bà lại ví Đức Mẹ như là hòm bia Thiên Chúa vậy anh chị em? Để có thể hiểu được sự liên hệ mật thiết giữa cái ý nghĩa của danh xưng Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa, mời anh chị em chúng ta cùng lược qua về sự tích của hòm bia Thiên Chúa trong sách Xuất Hành. Hòm bia là gì? Sách Xuất Hành chương 25 câu 10 có viết rất rõ, đó là một cái rương hình chữ nhật có đòn gỗ để khiêng. Hòm bia được làm bằng gỗ keo, dài 1 thước 2, rộng 7 tấc rưỡi, cao cũng 7 tấc rưỡi. Trên hòm bia có 2 tượng thiên thần Kerubim giang cánh che phủ lấy. Đó là hòm bia của người Do Thái khi ở trong sa mạc. Họ đã được Đức Chúa hướng dẫn để làm cái hòm bia đó, và hòm bia đó đã đi với họ suốt 40 năm trường. Thế ở trong hòm bia chứa đựng cái gì thưa anh chị em? Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái, chương 9 mô tả, trong hòm bia có 3 cái vật quý báu này. Cái thứ nhất đó là cái bình vàng đựng bánh manna ở trong sa mạc. Cái vật thứ hai là cây gậy của Aharon, là vị tư tế được Đức Chúa tuyển chọn. Anh chị em biết cây gậy, chúng ta vẫn thấy Đức Giám Mục tới đây làm lễ. Cây gậy đó là biểu tượng của quyền lãnh đạo và quyền giảng dạy. Và cái vật thứ ba đó là 2 tấm bia giao ước mà chúng ta vẫn gọi là tấm bia 10 điều răn mà Mô-xê đã đem từ trên núi Sinai xuống. Chính Thiên Chúa đã khắc lên 10 điều răn đó ở trên cái phiến đá đó. Như vậy, lý do tại sao mà Đức Mẹ được gọi là hòm bia Thiên Chúa nó rất là rõ ràng, là bởi vì sao? Là bởi vì Đức Mẹ đã mang thai Chúa Giêsu
mẹ cứu mang ở trong lòng của mẹ, mà Đức Giêsu Kitô có ba cái báu vật ở trong Ngài. Thứ nhất, Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Ở trong hòm bia Thiên Chúa thì có bánh manna, còn ở trong cung lòng của Đức Mẹ thì có Đức Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống. Rồi Chúa Giêsu là đấng lãnh đạo và giảng dạy. Ngài là đấng dẫn đường chúng ta đi. Trong bài đọc 2 chúng ta nghe Đức Giêsu Kitô là trưởng tử, Ngài đi trước rồi sau đó những người thuộc về Ngài. Thì Đức Giêsu Kitô là đấng lãnh đạo và đấng giảng dạy. Và điều thứ ba, ở trong Đức Giêsu Kitô không phải là hai phiến đá như ở trong cái hòm bia của người Do Thái, nhưng mà là chính Đức Giêsu Kitô là lề luật. Ngài chính là lề luật. Các anh chị em, vì được Thiên Chúa tuyển chọn và vì được cưu mang con Thiên Chúa trong cung lòng như vậy, cho nên Đức Maria được gọi là một thụ tạo vô cùng là đặc biệt. Rất là đặc biệt như vậy cho nên mẹ được gọi là Thiên Chúa mà công đồng Ephesô đã tuyên tín vào năm 431. Rồi cái tín điều thứ hai đó là Đức Mẹ chọn đời đồng trinh trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con, chọn đời đồng trinh. Và Đức Maria được một cái đặc ân là vô nhiễm nguyên tội. Và cái đặc ân thứ tư mà chúng ta mừng ngày hôm nay đó là Đức Maria cả hồn lẫn xác được về trời. Mà anh chị em để ý cái ngày tháng, cái ngày mà giáo hội tuyên tín Đức Maria hồn xác lên trời, nó là vào ngày bao nhiêu anh chị em? Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950. Cái tín điều đầu tiên của Đức Mẹ công bố vào năm 431, tức là thế kỷ thứ 5. Và mãi đến thế kỷ thứ 19, tức là 15 thế kỷ sau, giáo hội sau khi cầu nguyện, sau khi bàn hỏi biết bao nhiêu là giấy mực và sau khi suy nghĩ, thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 mới tuyên tín như thế này: vì được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để nên giống con mẹ trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đó, Đức Maria được cái diễm phúc đó là bởi vì mẹ là một thụ tạo rất là đặc biệt. Mẹ là mẹ của Đức Giêsu Kitô, mà Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, cho nên gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngài được ơn vô nhiễm nguyên tội. Và những ai mắc tội tổ tông truyền thì xác mới bị hủy hoại, còn Đức Maria, giáo hội khẳng định là Đức Maria được hồn xác về trời. Đó là tín điều. Ở trong sách Giáo lý Công giáo số 96 cũng dạy chúng ta như thế này: cuộc lên trời của Đức Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự phục sinh của con mình và là việc thể hiện trước sự phục sinh của các Kitô hữu khác. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời. Giáo hội mong muốn chúng ta xác tín về cái niềm tin là chúng ta sẽ được phục sinh cả hồn lẫn xác trong ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Chúng ta sẽ phục sinh với chính cái thân xác này chứ không phải cái thân xác khác. Đó là giáo hội muốn chúng ta xác tín về cái sự phục sinh giữa thân xác và linh hồn. Thưa anh chị em, nếu anh chị em và tôi tin rằng cái thân xác này là cái thân xác sẽ được phục sinh chứ không phải thân xác nào khác, thì ngay ngày hôm nay tôi và anh chị em phải để ý, phải quý trọng cái thân xác của mình cũng như là quý trọng cái thân xác của những người khác, con cái trong gia đình, vợ chồng, anh chị em. Chúng ta phải tôn trọng và quý trọng những cái thân xác đó, bởi vì trong ngày sau hết chính cái thân xác này sẽ được phục sinh. Thánh Agustino đã nói như thế này: sự sống của thân xác là linh hồn và sự sống của linh hồn là Thiên Chúa. Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong linh hồn và qua linh hồn trong thân xác. Vì thế thân xác chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là đấng mà chúng ta được Thiên Chúa ban cho. Anh chị em để ý lời của Thánh Agustino: sự sống của thân xác là linh hồn, có nghĩa là có một cái sự liên hệ chặt chẽ với nhau, có cái sự tương quan mật thiết với nhau. Linh hồn
và thân xác không bao giờ rời nhau ở trần gian này và trong ngày sau hết. Vì thế, muốn được phục sinh vinh hiển cả hồn lẫn xác, thì ngay ngày hôm nay tôi và anh chị em hãy cố gắng lo cho phần hồn và phần xác của mình một cách công bằng. Tại sao tôi lại nói phải lo phần xác phần hồn mình một cách công bằng thưa anh chị em? Là bởi vì nhiều khi chúng ta đối đãi với lại thân xác của chúng ta rất là tốt, nhưng mà phần linh hồn của chúng ta thì chúng ta lại bỏ bê. Cho nên nếu cái thân xác này cần được ăn, được uống mỗi một ngày 3 bữa, mình chăm lo cho cái thân xác của mình được ăn uống như thế nào, thì phần linh hồn của chúng ta cũng phải được chăm lo một cách đều đặn như vậy. Linh hồn của chúng ta ăn cái gì, uống cái gì thưa anh chị em? Phần linh hồn của chúng ta ăn lời Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã nói người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi do lời, do miệng Thiên Chúa phán ra. Cho nên lời Chúa chính là lương thực cho chúng ta. Đó là lý do tại sao mà trong thánh lễ chúng ta có 2 bàn tiệc, bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Cho nên khi tôi và anh chị em chúng ta đến tham dự thánh lễ là lúc đó chúng ta đang nuôi dưỡng phần linh hồn của chúng ta. Kế đến, vấn đề vệ sinh. Tôi tin rằng không có ai ở đây mà 1 tháng tắm 1 lần cả. Ở đây có ai có 1 tháng tắm 1 lần giơ tay tôi coi. Chúng mày dám giơ. Nếu mình tắm rửa cho thân xác của mình đều đặn mỗi ngày, thì phần linh hồn của chúng ta cũng cần phải được tắm gội qua bí tích giải tội. Bởi vì khi tôi và anh chị em chúng ta quỳ xuống, khi chúng ta xưng thú tội lỗi chúng ta, là lúc đó ân sủng của Thiên Chúa qua bí tích giải tội gột rửa hết tất cả những cái bụi bặm, những cái vợn nhơ của tội lỗi. Cho nên mình phải cố gắng đi xưng tội thường xuyên. Nếu mình không phạm tội trọng, 2-3 tháng đi 1 lần, mà nếu phạm tội trọng thì phải đi xưng ngay, không có được để qua đêm. Bởi vì nếu chết bất tử mà qua đêm mà phạm tội trọng thì không có cơ để mà vào lửa luyện tội, chứ đừng có nói là vào thiên đàng. Ở đây các cha ngồi tòa mỗi ngày, ngày thứ bảy có tới 2 cha ngồi, mùa chay ngồi suốt 40 ngày mùa chay. Cho nên không có cái lý do nào mà anh chị em bảo là tôi không có thể nào cho linh hồn của tôi tắm gội được. Điều thứ 3, thân xác này cũng phải nghỉ ngơi. Mỗi một đêm chúng ta phải nghỉ ngơi ít là 5 tiếng hoặc thường là 7-8 tiếng. Thì linh hồn của chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Mình làm việc thân xác, nhưng mà mình cũng phải cho linh hồn của chúng ta được nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ngày Chủ nhật chúng ta đến với Chúa để chúng ta tạ ơn Chúa đã vậy, mà chúng ta dành phần cái nghỉ ngơi cho linh hồn của chúng ta. Mỗi một lần anh chị em đến tham dự những buổi tĩnh tâm, đó chính là cho phần linh hồn của mình được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Mỗi một lần anh chị em đến với thánh lễ, anh chị em đến sớm 10-15 phút, anh chị em ngồi thinh lặng trước nhà chầu, trước Chúa đây, để thầm thĩ cầu nguyện, là lúc đó anh chị em đang cho linh hồn của mình được nghỉ ngơi trong Chúa, không vướng bận tới những cái gọi là tiền tài danh vọng ở ngoài đời. Mình đến với Chúa mà mình đến quá vội vã, mình đến là cha ra thì tôi vô, mà cha vô thì tôi ra, làm sao mà linh hồn của mình có giờ để mà nghỉ ngơi dưỡng sức được anh chị em? Cho nên xin anh chị em chú ý đến cái điều đó. Mỗi một lần anh chị em và tôi chúng ta làm những việc thiện, làm những việc bác ái, làm những việc thiện nguyện, là lúc đó chúng ta đang tập cho linh hồn của chúng ta những cái bài tập thể dục. Và cuối cùng, không có ai trong chúng ta mà không bảo vệ cái thân xác của mình. Mình thấy lửa là mình tránh, mình thấy điện mà nó bị hở ra là mình lui. Trời nóng bức, mình không có điên dại gì đi ra ngoài đó mà ngồi uống cà phê ngoài trời, nhưng mà mình muốn ngồi ở trong mát, mình muốn bảo vệ thân xác của mình. Cho nên cái thân xác của mình được gìn giữ như thế nào thì phần linh hồn của chúng ta cũng phải giữ như vậy. Đừng để cho những cái ngọn lửa dâm dục nó đốt thiêu linh hồn của chúng ta. Mỗi một lần mà coi những cái phim ảnh bậy bạ, mỗi một lần mà nói những cái chuyện bù khú,
Mỗi một lần mà mình đọc những cái chuyện mà nó không trong sạch là lúc đó mình đang làm cho linh hồn của mình nó bén lửa, nó sẽ bị phỏng. Thưa anh chị em, tôi tin chắc rằng nếu tôi và anh chị em đối xử với linh hồn và xác của chúng ta một cách cân xứng, hay nói khác đi, một cách công bằng, thì tôi tin chắc rằng ngày sau hết, khi chúng ta ra trước mặt Chúa, thân xác và linh hồn của chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta biết nhận ra cái sự cần thiết của phần xác và phần hồn, để rồi chúng ta đối xử với phần linh hồn của chúng ta một cách công bằng.